Phước xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì các bạn ơi, hôm nay có bạn Huy của mình, Huy chạy gà gạch giá. Thì nhà của Huy ngày xưa ở trên 8.000 ở đây, gần nhà Phước, cách 4 cây số. Nhà Phước thì ở 4.000 kênh 14, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Thì nhà Huy thì ở trên 8.000 ha các bạn. Thì hôm nay Huy có về đây chơi, thì có điện thoại cho Phước lên ăn cơm và đi thăm trang trại gà mà tròn nuôi tròn của đứa em đó, là của thằng Chính đó. Thì ok, Phước sẽ chuẩn bị đi nè các bạn ơi. Thì các bạn hãy theo chân Phước nha, để đi lên đây coi cái nông trại nuôi tròn, mô hình nuôi tròn của thằng Chính như thế, của em Chính mình như thế nào nha các bạn. Để coi có cái gì hay ha các bạn. Ok, let's go. Hello các bạn ơi, Phước xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay Phước có đi đến nhà thằng em mình là Chính, thì ở cũng gần gần nhà của Phước ở trên này. Thì em nó có cái nông trại là nuôi tròn đó các bạn. Thì bây giờ đi lại nông trại của Chính nuôi tròn để mà xem coi cách nuôi tròn như thế nào nha các bạn. Ok, hãy theo chân Phước nha, let's go. Tròn này nó để được 3 con, nó đang giữ con nữa nè các bạn. Thời gian nó giữ con thì chắc là nó hung lắm á. Cái mô hình này quá hay luôn, ở dưới thì nuôi cá, ở trên thì nuôi tròn ha. Hết biết luôn. Ồ, nó khôn quá ta, nó ỉa nó ra đây nó. Cái này là cái gì ta? Cức của nó ha vậy em? À, nó ỉa trên cái mâm nó luôn hả? Không dữ lắm á. Hai con này đút tay vô nó ngày nào tới kìa. Ớ không? Được tớ 4 tháng à. Để đỡ chọn mấy con nó đi dốc. Thì nguyên bày nè, em đăng lại hết rồi. Nguyên sẽ đi. Đã làm thôi. Ừ, đã. Cái mô hình Chính nó làm cái này sạch sẽ quá. Làm gì là thấy vệ sinh là thấy ngon lành rồi đó. Hello, hello. Đâu ơi, con cho nó ăn cho chú coi coi. Mình lột ra sẵn vậy đó hả? Rồi nước mình để trong cái ly này. Rồi mình cho nó ăn chuối với cà phê hả? Rồi. Vậy đó. Rồi còn ngoài ra mình cho ăn gì nữa không? Chuối để đây để cho cá, cho tròn nó ăn nè các bạn. Chuối nè. Nhìn cái mô hình này quá đã luôn. Sạch sẽ mà vệ sinh nữa. Ừ, chạy tao quá chứ lâu.
xuống ấy xong tôi dọn chứ tao đâu có cái nước này mình lâu lâu mình xử lý là sao? Cái nước đó là mình có cái ống thông ra xong anh hay sao luôn mình xả xả cái anh đợi một nước xong cái nó thấp xuống rồi mình xả nó ra rồi một nước xong nâng lên cái mình đưa nước ngược kia vô coi như cái nước này là nước ngoài sông sao là nó vậy cái mô hình này đã quá. Các bạn ơi, thì Phước hiện giờ đang ở 8.000 kinh 14 Vĩnh Thần Kiên Giang nha các bạn. Thì cái mô hình nuôi chồn này ở đây là cũng rất là hay của em Chính nè. Thì mình nuôi ở khép kín nhưng mà rất là sạch sẽ. Ở trên đó là có ở trên mình làm chuồng trại bằng inox, rồi nó ỉa cất xuống dưới thì nuôi cá dưới luôn các bạn ơi, nuôi cá rồi luôn rất là hay ha các bạn. Thì các bạn nên làm cái mô hình này để kinh doanh được nè các bạn ơi. Ok, để mình hỏi cái số điện thoại của em Chính coi bán con giống rồi như thế nào phỏng vấn ông chủ cái coi. Hello em Chính, bây giờ cái này em có thể cho số điện thoại mình quảng cáo lên để mình bán con giống rồi luôn á em. Dạ. Thì cái số điện thoại em là số mấy? 08 0838 hả? 48 083848 58 59 rồi anh liên lạc với anh Chính nha các bạn. Thì cái này con giống này em bán sao em, giá cả hiện tại là sao? Nó tùy theo loại nha. Dạ hả? Loại con non mà mới nở ra tách đàn á thì 10 triệu gặp được cái. Còn mua con lẻ thì tính sao? Như con cái không thì 7 triệu, con đực thì 4 triệu rưỡi như con lẻ. Còn con càng lớn thì giá tiền nó càng lớn. Tùy theo số lượng lại mua. Rồi mình đâu có bán mấy con sinh sản đâu hả? Có luôn nhưng mà bán luôn, mắc lắm hả? Một con sinh sản bây giờ thì tầm khoảng 30-40 triệu. Vậy hả? Rồi đem về là sinh sản luôn đó. Mô hình nuôi kiểu này thấy đã đó chứ, thấy vệ sinh kiểu này là anh thấy là nó không có bệnh hoạn bại bạ đó, tại vì mình nó không có virus vi khuẩn gì hết á. Nó sạch, làm chuồng trại inox rồi này nó bền phải không? Chất lượng. Không có bị sự cố bại bạ. Chứ còn mấy người làm không tới thì nó gặp sự cố cái bỏ chạy luôn rồi, dẹp luôn rồi. Rồi ok, hôm nay ghé thăm chuồng trại của em vậy ha. Cảm ơn em nhiều ha Chính. Ok rồi, bye bye em.